Thưa quý vị, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, biết bao người chiến sĩ đã nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc riêng tư cho độc lập tự do. Và nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, di tích lịch sử nhà tù Hòa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Thắp ngọn lửa hồng. Đây là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú từng bị địch bắt giam trong các nhà tù và cũng là tình cảm thiêng liêng góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với ba phần nội dung, tiếng súng mở đầu, chọn một lời thề và dấu xưa vang mãi, trưng bày Thắp ngọn lửa hồng đã đưa người xem sống lại những năm tháng kháng chiến gian khó nhưng đầy vẻ vang của đất nước. Với những phong trào kháng chiến, những tấm gương chiến đấu đã được lưu danh sử sách. Xem trưng bày, những ký ức lại ùa về trong tâm trí của những người làm cách mạng năm xưa. Năm 1945 thì tôi tham gia khởi nghĩa. Xong rồi thì đầu năm 46 là tôi vào Nam đi làm liên lạc cách mạng, làm cái điều tốt cho dân. Và thôi là mình hy sinh mình như thế, nhưng mình không có ân hận gì. Những tư liệu hiện vật kết hợp với chia sẻ của những nhân chứng cùng những hoạt cảnh được tái hiện sinh động, khách tham quan như ngược dòng lịch sử, hiểu sâu sắc hơn về tinh thần đấu tranh kiên cường trong lao tù, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động, tại vì là những cái thông tin về người thật việc thật cũng như các tư liệu quá đỗi chân thực, và sau đó là cảm giác như mình đang ở trong chính cái bối cảnh chiến tranh thời bấy giờ. Thấy rất là biết ơn những cái sự cống hiến và hy sinh của những anh hùng chiến sĩ. Những nội dung đều được kén lựa và được trình bày một cách rất khoa học để thể hiện cái tính quy mô và sâu sắc và chắc chắn có những hiệu quả của sự lan tỏa rất tốt. Chiến tranh đã lùi xa, một thời kỳ đấu tranh kiên cường của dân tộc ta đã trở thành ký ức không thể lãng quên. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc là tấm gương cho thế hệ trẻ ngày nay tiến bước đi lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.